điền này, cốt điền này mang của em mang ra để làm đá này, thì bác Tân nó dãy rồi kêu khen đẹp quá, thực tế là rất đẹp, đùi gà đùi ếch nhìn ra chùm nhũn này, nhũn này. Quê mang ra làm đá là để kỷ niệm mời ông anh, chữ bán thì vô giá lắm, đấy, xứng đáng là làm quà về ông anh em rất là quý, rất là chân quý. Quà thì cũng phải xứng đáng ấy. Chọn rất là nhiều quà rồi nhưng mà không ăn thua, không thấy phù hợp. Đây, con này đi. Vừa dài anh Tân anh bận quá đấy, anh để đầu răm nó dày thêm tí nữa thì nó dài thêm tí nữa thì làm vào đá. Nhưng về khoảng đấy mấy hôm đã, chứ để ở nhà nhiều bác hỏi quá. Đó, nhiều tiền quá. Đấy, đồ rất quý, chân tay rụp xịt, làm đá nữa thì thôi rồi. Đấy. Rồi. Thì là cốt điền của em. Mà em cũng đã quay nhiều lần, bây giờ nó không cắt, bây giờ nó phun lọc. Đùi gà đùi ếch. Quay. Tân ông bận quá. Con em vời nó mới lấy. Thằng này ác nhỉ. Vừa bê vào đây à? Vâng. Con này đỉnh đấy. Em đi làm đá tí. Thằng này quá đỉnh. Bao nhiêu vậy người? Vậy là tuyệt đó. Vâng. Bao nhiêu người mơ ước đấy? Dạ. Từ 4 năm này đi vào cái học sinh trường mô tốt. Quẳng ngay ra đây không có nhiều người hỏi quá. 29 này. Đúng cái này ạ. Anh mặc ra làm đá, lúc nào anh làm thì làm cho dăm nó già già tí thì làm đấy, của xa vời vợi vừa mang về đây. Nhưng mà hôm đầu tiên thấy trên ý thì lại chưa múc, rồi cảm giác nó rối bệ quá mà không nhìn thấy mặt sau, bây giờ mặt này mới là mặt sâu thì hôm trước lại không nhìn thấy đấy, hôm trước mà thấy thì là múc được thì là giá nó chắc êm êm thôi. Nhưng mà để tối quá, trời sắp mưa to rồi. Bóng làng, bóng làng, nói chung một cái bóng làng rất hay, làng của bóng làng. Ông Tân này mà ông cứ đứng đây một lúc, mà đứng đây một lúc là không đi đâu được, có khách liên tục. Rồi này nhắn muộn cô ấy không? Ủa xì, tai chuột. Ủ ghê quá. Rồi thì cả nhắn hết thông tin vào, chả nhắn muốn cái số của hậu không. Vào phải nhắn hết thông tin vào thì nó mới nhớ. Xanh, giờ rất cái kiểu xanh mình nhìn cái tủ ruối dăm như ruối. Chưa có cây ruối để đây đâu. Biết rồi, nhưng mà nếu có cái mở ra thì nó ông ấy bận lắm, ông mở mấy cửa hàng rồi. Mình từ hồi mình quay video nhiều bác Nam đến mộ bác Tân lắm. Rồi chắc nó dễ nhớ, đến lúc quên cái mở ra mới nhớ được. Chỉ cần đứng đây một lúc là có việc ở đâu là khó chạy lắm, có người đến chạy nhẹ không tiếc người ta. Tôi vừa vào quẳng con này phát là lại phải té luôn, nhưng mà may quá có mấy bác khách đến thì mình ở lại luôn, chưa làm được cũng bận lắm, làm ngay là sao được, quẳng đấy thôi. Cây chả bích kiến quả chín quá lụt lực đấy, đùi như đùi gà đùi ếch, co rúm ngắn ngắn rồi già da sáng khỏe cây tuyệt vời đấy. Mang ra bằng Tân cũng dãy rồi nhưng mà xong múc ở đâu đẹp thế. Nắp của trốn ở đâu ấy, để trên này ạ, trên tum à, cứ loanh quanh trên tum đâu, em vừa mang ra mà anh hiểu à. Thứ năm này đi vá cái mô lô số 2 ngày được không? Chỉ có dọa ma thôi, lừa mắt thôi. Thứ năm này em. Ông Ngọc Mai đây. Vâng. Ông Ngọc Mai 16 đồng. Đi vá cái mô lô số 2 ngày mà. Đi vá cái trường mô lô số 2 ngày. Con điền hồi vào đá này, nhưng mà hơi bị chậm. Hơi chậm, con này hơi bị chậm. Chậm.
Ngày nào? Bị chậm quá. Có thể là chết mất cái tay này. Sợ đục đục nhiều quá sợ chết mất cái tay. Đúng cái đợt rét. Mở rộng cửa hàng rồi, buôn bán cả hoa kinh doanh tất. Thì tí nữa ra xem cây xanh như đang làm quả vệ kinh dã man luôn. Thế 24 giờ mà rất thoáng. Mẫu đơn này thì gớm rồi. Để đánh sang kia nhé. Mưa rồi. Chắc bị chạy vào nhà thôi. Đây này, chanh con sai sống đó. Về ra đây là mưa thì đấy. Cậu bác con múc rồi. Bài thơ của chiến sư gì đấy quên mất rồi. Về về đại loại là về tôn vinh cái cây nhất chi mai mặc vì xuân tàn hoa lạc cận như vậy. Đinh tiền tạc giả nhất chi mai. Nói chung là tiếng Hán mình không nhớ được nhưng mà mình nhìn là mình biết. Đó. Đã điếc lồng trồng đấy. Bây giờ nhiều anh em tin tưởng tận lắm. Con này thì là hiện đang là số 1 ở đây rồi. À, số 1 ở đây rồi. Kể cả từ trước giờ của bác Tân. Tiếp là không có bàn xoay em quay lại các bác xem. Đỉnh cao con này đó. Rùa, mặt sau lại buông. Không có đơn giản đâu nhé. Chân chiếc như đùi gà. Đùi gà đùi ếch. Đùi gà đùi ếch đây. Các bác nhìn nó béo, nó có co, nó ngắn này. Như cái đùi gà đùi ếch ấy. Đùi ếch đúng hơn, đùi gà thì đùi gà thì nó không chỉ ngắn như này, đùi ếch nhìn co rúm rồi, co quắp đấy. Đi sang bên này, cái ổi mà hôm hỏi đây thì phải vừa mới làm lại, hơi bị xác sơ quá nhỉ. Thích cái cây ổi này thoáng đây để thoáng với thay chậu cho nói chung là một cây ổi hay hy vọng nó ra cái mầm ở đây. Đấy, hồng hoàng mai 16 đồng này, đà hoa đúng mùa hoa hồng hoàng mai. Mùa hoa lại làm người ta xao xuyến đây. Hồng ngọc mai. Sơn liễu vừa mới tỉa bông đây. Con này con gọi là con bọ cạp ngày xưa mà cái trước Tết mấy tháng ấy, là làm đá đây. Con này khỏe con này khỏe bởi vì là giữ lại cái viên đá cũ nên là cây nó vẫn khỏe. Ghép vào thêm bọ cạp. Vâng. Cứ lần lượt đấy, ra đây là phải làm tí. Ra đây mà không làm tí chương trình là hơi phí. Đây này, đại ca bảo quay cây này này. Nó to, nó hoành tráng, nó giá trị nhưng mà nó to quá.
dăm này, Nam Điền khoảng óng, màu da thì đấy chuẩn xịn Nam Điền, nhìn không cần nhìn lá nhìn biết ngay. Nhiều dòng cực kỳ rất khó phân biệt, nhưng mà Nam Điền dòng da đồng này, này và nhìn cái dăm màu da này ở trên bể là biết ngay, không cần nhìn lá. Nhiều dòng khác là phải nhìn lá, ví dụ như con của em kia nó cũng là dòng này vàng óng thì không phải nhìn lá làm gì, chân bể mũi nhím đế 24 giờ, tức là xung quanh đều có đế rồi. Và quan trọng nhất là nó thoáng, thoáng như cái mắt lưới này, chứ đừng có dày bí rất khó, rất khó chịu. Dày bí trừ khi bệt thì nó nhìn nó đỡ, dày bí mà cứ bệ đồ dối thì không ăn thua, không thích. Đấy, một con trực phụ tử đúng không? Trực phụ tử nhũ nhão, đây đang ghép hòn đá nó như này để cho tôn cái bệ chỗ này, tôn cái thân ở chỗ này nó to này, nó vững chãi so với cái thân này. Đấy, chỗ này nó hơi bị lép. Đấy là ý tưởng như vậy, mình nhìn thấy như vậy. Đó, lên sóng. Lên sóng thì lên sóng, đây cái dăm của nó này. Nó dày. Dày thôi rồi. Rồi, cảm ơn các bác đi vào ngắm tiếp. Đây, anh Trần mình về rồi.